Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tổ chức mới đây, ban tổ chức khẳng định báo chí Thanh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét trong năm 2023. Các chuyển biến tích cực, rõ nét của công tác báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 được thể hiện ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng được quan tâm kịp thời, toàn diện, quản lý nhà nước về báo chí được tăng cường đạt hiệu lực, hiệu quả các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tuân thủ quy định pháp luật, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, chủ động tuyên truyền phản ánh toàn diện các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền, đưa nghị quyết của các cấp ủy Đảng lan tỏa vào cuộc sống, làm tốt chức năng định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật, phát hiện biểu dương, cổ vũ, lan tỏa sâu rộng các điển hình tiêu biểu gương người tốt việc tốt về nhiệm vụ năm 2024, các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục giám sát các cơ quan báo chí hoạt động theo luật, đúng tôn chỉ mục đích, tích cực đồng hành cùng quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, các kế hoạch mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng, nhiều chiều của cả cơ quan quản lý và các tầng lớp nhân dân.